tin từ Ủy ban Nhân dân xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, Công an huyện Nông Cống đã bắt giữ một người đàn ông, thầy giáo dạy võ trên địa bàn xã Yên Mỹ, Nông Cống để làm rõ hành vi có quan hệ không trong sáng với hai nữ sinh. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân xã Yên Mỹ, trước đó, gia đình hai nữ sinh nhận được thông tin vụ việc con mình bị xâm hại nên đã yêu cầu vận động thầy giáo dạy võ TNV ra đầu thú. Ngay sau đó, Công an huyện Nông Cống đã vào cuộc bắt giữ V. Một lãnh đạo Công an huyện Nông Cống cho biết, hiện vụ việc đã được chuyển đến Phòng Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa thụ lý, điều tra. Được biết, anh TNV là người địa phương có thuê một địa điểm để mở lớp dạy võ. Sau đó thì xảy ra vụ việc trên, còn hai nữ sinh đang học lớp 8 trên địa bàn xã. Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ.